4 giờ review đi nè. Đây mọi người ơi, mọi người ơi, mứt chuối nhà Lạp nha. Ngon ngon ngon. Chưa ăn mà ngon má này. Nhìn thấy ngon, nhìn là thấy ngon rồi. Đây, này là mới ra lò một cái mẻ đầu thơm tiên. Có cái mẻ thứ hai. Bác Tài ăn không? Bác Tài không hả? Cảm ơn anh. Trời đất ơi, hỏi tôi chưa trả lời má ơi. Ấy sao mà cho Bác Tài ăn? Rồi phải đút cho anh ăn chứ. Cái này à, chị Ngọc. Nhìn tôi nha, nhìn nhìn giống như là bánh chuối hả? Giờ ăn miếng nó chị trộn cái mùi thơm á vậy. Nè cái mùi thơm vứt ra chuyện là sao? Bóc miếng rồi bóc miếng đi. Ở nhà làm gì? Làm có 7 kg à? Lấy cái dao cắt ra. Ừ, má ơi. Chứ cái gì có cái gì á? Miếng thôi, miếng thôi. Ngon quá nè. Ngon quá nè. Ngon. Thấy thì ngon rồi đó. Thơm. À cái mùi thơm nha mọi người nha. Tay cho cái bữa tay cho thơm. Mềm 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 ngon. Mức là mức gì mẹ chuối hả? Chuối. Bao nhiêu một hộp gì á? Nguyên hộp chị. À hộp đó ăn miếng cơ. 100 còn 1 kg là bán 190. Ngon. Alo. Vậy cái gì? Nửa ký là một, chưa? Một ký. Nửa ký là 100, 1 ký là 190. À, à, vậy nửa ký. À nửa ký. Nửa ký là 100. Lời 10.000. Nửa ký là 10.000 phải không? Tại vì biết không, cái này là chuối. Chuối này nó có lợi gừng trong đây nữa, ăn ngọt ngọt, cay cay, dễ ăn. Không ngon mọi người. Nè chị Quyên bây giờ bắt đầu Bắt Tài đang lấy xe rồi chị đút cho Bắt Tài ăn đi. Ngon. Ngon ngon ngon. Đút cho Bắt Tài ăn đi chị. Anh không có ăn, anh thử ăn, ai cũng ăn hết trơn anh. Biết không, trong đây là có để gì không? Có để nước cốt nữa hay sao không? Nước béo. Cốt gì? Ngon, ngọt, cốt ngọt, béo béo. À, nước cốt dừa chứ nói đàng hoàng, nước cốt nhiều loại nước cốt. Ăn đâu mọi người? Ngon, ngon trời, 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 trời. Cái gì vậy má? Ngon. Ngon lắm mọi người. Ngon ăn nữa không? Ngon, ngon. Nó có chuối nè, nó có gừng nè. Đậu phộng nữa ha. Thấy gừng nhiều quá ha. Béo mọi người, béo ngon. Nhiều gừng ghê chị. Sao ăn nữa không? Thôi, không ăn. Ăn giống như ăn mứt gừng á. Ngon quá rồi, giờ sao? Xuất sắc này. Không, cái này chủ yếu là Tết thôi. Tết mới có mứt này. Giờ mình ăn trước Tết phải không? Mà cái này à, cũng như là phải là cần là chuối, chuối nó chuối nó bùi, bùi xong rồi mình mới đem ra mình phơi. Kênh Minh Cường Official hả? Hoàng Minh Cường. Cảm giác nó trời ơi mẹ ơi mày đừng có đưa cho con heo gừng, nó mọc hết lạ luôn á. Có lâu có ăn con miếng rồi có mọc hết đâu, nãy giờ ăn chưa ăn được miếng nào luôn á. Ăn con miếng kia mà ăn trời anh như đó đâu cảm nhận được, ăn hết nửa rồi mới cảm nhận được. Không cảm nhận được rồi. Anh Trung mới mua điện thoại ngọt đâu, Trung mới mua điện thoại hết chứ. Trời ơi sao Trung nãy giờ im lặng quá vậy Trung? Điện thoại mị hư chứ. Nè cho Trung ăn nè. Coi là mất gì vậy hả? Chuối. Mất chuối, mất chuối. Ôi, Trung mới mua điện thoại không mọi người? Đúng rồi. Ôi, iPhone 12 luôn. Chết rồi. Vậy mượn mọi người, mượn sài gói trên trời. Trời, chết rồi. Rồi, iPhone 12 luôn hả? iPhone 12, chết rồi. Không biết cầu. Có, mượn. Có, mượn. Không phải, 10, cái 10, cái 10. Mắc 10 luôn hả? Nó chỉ má. Mắc Trung hả? Giàu quá Trung ơi. Sao xuyên mất 10. Fan tặng rồi, fan tặng rồi. Mày, không có nha. Không hề. Ngon. Tài ơi coi lại mối quan hệ cái Tài nha. Trời ơi. Tài là ai vậy? Tài ba là vợ. Ố âm nào bạn của Trung. À bạn Trung phòng đúng không? Nhớ biết biết giùm cha chỗ đó. Anh Mai Trúc Mã. Anh Mai Trúc Mã giống như em với Nhã Vi vậy đó. À không phải cái gì vậy? Trung 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 cái gì vậy? Phương Trinh chó ma sao? Alo đây là mọi người ơi, đây là mọi người ơi, đây 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 cảnh tượng ai da bắt đầu sao chị ơi, chị Giao Lam gì đó hả? Chị Trinh Giao Lam, đó là quốc lộ 1 à, đang đang đi cứu trợ miền Trung. Cái đường đó đường quốc lộ phải không mẹ? Không, cái này không phải quốc lộ đâu, cái này chắc nằm ở trong đó. Ủa ngập kinh khủng quá. Cái này là quốc lộ gì đó, trả lời coi. Trinh Giao Lam, Lê Văn Vũ. Quốc lộ mà gì nè. Ôi ôi. Lê Văn Vũ. Trời ơi có cái cây kìa. Thôi đừng quay mặt bà ghê quá. Quay cái gì xong nước cho ta review coi. Coi coi đó. Quốc lộ 1 bà ghê trời. Trời ơi ghê quá. Là tại sao bà đi cứu trợ bà đeo vàng quá trời. Lột vàng hết đi. Tôi cắt giùm cho. Trinh ơi. Quốc lộ 1 bà ghê quá ha. Sao nó tạm đi công ty rồi. Đây là quốc lộ 1 nha, trời ơi. Quốc lộ 1 quá mà chị đó. Quốc lộ 1 gì mà trời ơi, nước ngập quá trời miền Trung kìa trời. Cái bộ mình con mình thấy cảm động ghê. Mà tao 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 khóc luôn á. Chuối đi đi, chuối đi. Chuối hả mọc nữa hả? Mọc rồi. Câu đi, câu đi. Cái mức cơ ngon quá rồi.
ngon, đặc biệt là phộng nhiều nè, kem biết mất không? Châm miếng nước chị Thành ngon quá. Mà sao sao cho nó cắt thành miếng được ta, phải có dao cắt hả? Không có, không có đó, cái bóc rồi ta. Bóc nó mà ngon, mình ăn theo kiểu giống như của bên Thái Lan hồi xưa, Campuchia, của Ấn Độ á. Thái Lan mà kiểu rồi thôi. Thưa má, Tung không review gì trơn vậy chung. Ngon, nhưng mà ngon. Cái chim mời ngon, rất là thức ăn cái món này. Mỗi khi mà dịp Tết về thì chúng ta sẽ có một cái món chuối xào gừng. Nhưng mà em sẽ ăn thích ăn chuối nhiều hơn gừng. Không ăn là không giọng hát cổ luôn rồi. Không mà ảnh này chuối nhiều ngon nè. Không cổ hả? Này gừng nhiều. Không cổ đúng không? Không cổ. Ăn sẽ thông thoáng. Không cổ trên chuối luôn. Ngon thôi. Ngon. Tại vì biết làm thơm nữa. Cái mùi nhen. Không anh ăn thơm. Thơm nhen chuối. Mùa chuối, mùa đậu phộng. Em nói với Kiệm á, hôm nay là tới ngày mùng 6 rồi đó cưng. Ủa thiệt, không phải thường. Nay đi đâu vậy? Nay đi đâu vậy? Coi clip nãy giờ không biết đi đâu luôn. Đang đi diễn cho bên ca sĩ anh Khu Hy Vũ tại Bình Dương khai trương. Ủa bên này Tây Ninh. Tại Tây Ninh bữa nay là khai trương quán cà phê của anh Khu Hy Vũ nha mọi người. Nhớ đến xem tối đêm nay nha. Chị diễn ở Tây Ninh, chị có đi đâu nữa không? Địa chỉ sao? Địa chỉ đi ăn bánh in. Ai nhớ địa chỉ? Ghé qua trong đó là chị có đi qua cửa khẩu. Cửa khẩu bị đóng cửa rồi. Không mà qua nhà qua cửa khẩu là bị nhốt 14 ngày. Ở dưới đâu mà? Ao. Người ta nhốt trong sòng bài đó 14 ngày đó chị. Rồi xong chị về đây bị nhốt trong khám 14 ngày. 28 ngày hả? 28 ngày. Nhưng mà cửa nợ có kiếm không? Không. Cửa nợ mà lỡ có kiếm anh đó chị, em bị dính rồi. À, giờ chị đang ở đâu em mới kiếm kiếm chị. Không có dây động cho chị ra 2 giây nữa. Phải nấu cơm nữa. Ngon quá mọi người. Không, nó coi nha mọi người. Nấu cơm bằng bát. Nghe nói là cái vùng đó là được mức gừng, mức gừng, chuối, đậu phộng, nước cốt dừa. Giờ chị còn bán cái gì không? Giờ chị có bán online gì không? Cho sau khi mùa dịch đó, ế quá thành ra nghỉ ở nhà. Đổ đổ hết vốn rồi mọi người. Cô đó là hết vốn rồi. Mọc thêm mấy giây nữa. Thì mấy vị này là sẽ bắt đầu là nấu cơm. Nấu cơm là kèn gì vậy này? Ít diễn Sài Gòn. Bình Dương không mà mọi người. Kêu diễn ở Sài Gòn không diễn đâu, nói thôi sợ lắm, giữa chừng ao xô không được có nửa lương à. Ở dưới là được nguyên xô. Tại vì giữa chừng sợ các bạn. Ở Sài Gòn gặp bà đen. Bà Lan đen. Trên nơi trên làm ăn đàng hoàng nghe Trinh nha. Có chứ à, chị Lan nghe mà coi được cái video này được quá hành chị Thành. Làm ăn đàng hoàng nghe Trinh nha. Trời chết rồi, dù gì vậy. Bà liên hệ đi. Bà đeo vàng nhiều quá, bây giờ bán cái chữ H ra bà mua như mền đi. Một cái 59 ngàn. Cái 59 ngàn là 100 cái nhiêu tiền? 5.9 triệu. Thôi tuổi bà cho luôn đi. Thôi giả đi phải không? Giả đi phải không? Giả đi phải không? Giả đi thấy chưa? Bà quay video bà gửi cho tôi đi. Bà ngu ngục quá, bà kêu thằng Thi quay. Chồng bà đâu không chưa quay. Thì leo lên lầu quay. Coi có thật sự không? Có thiệt nha các bạn. Kêu chạy xe chạy ghé danh vô. Phải nhờ có Thủy Tiên nè mới có được cô Phú đồng bào ở dưới miền Trung nè. Rồi bây giờ ta đã cái Thủy Tiên bây giờ đã cái Thủy Tiên mà ai mà đụng Thủy Tiên đụng đến tôi đã. Thấy chưa? Đó là lại bà chị đâu không? Trời ơi. Thủy Tiên ơi chị yên tâm đi, có chị em bảo kê rồi. Đi em bảo kê cho bác đi cho em nằm cho. Bình thường. Ừ, trước sau cũng 5-7 giây rồi. Nó 5-7 giây mà bây giờ mà vừa dịch mà bây vừa mà hát mà không được nhiều quá thì vừa ở đó nhất cũng phải đó, chị Thiên nghe không? Chị Thiên nghe bà chị không? Ừ. Rớt nước mắt không? À. Giả bộ làm rớt cọc nhẹ thôi cũng. Chị cứ nhả cho em cọc nhẹ nhẹ thôi. Em mới bảo đảm với chị em nằm thế chị 3 năm. Đi miền Trung thế luôn đúng không? Đi miền Trung thế với chị luôn mà. Ai mà đụng tới chị không, là chị cứ nói em. Mình đang quay hả? Thiệt luôn á. Tỷ thôi. Chị cứ quăng cho em đi. Nghe mà gớt luôn mắt rồi thiệt á. Em nói chị là một người phải gọi là cô tiên mà bây giờ mà giúp biết bao nhiêu đồng bào như ở dưới miền Trung rồi gì mà còn đòi thưa đòi thốt, chị còn đòi bắt gì này kia này nọ. Ai đụng tới chị đi. Ừ. Em vô chỗ nằm chưa? Nằm tới anh. Anh nằm.
Thì nó nghe nói mà nhói lòng. Và thiệt, tự nhiên người ta kêu gọi gì cái... Thì lỡ xong mà, ai nhớ nghe lỡ xong tăng lên xong cái ma nó vô trong nó nằm.